Một tình huống khá hy hữu xuất hiện ở giải hạng 3 Tây Ban Nha khi bóng 3 lần đập xà ngang từ 3 cú sút liên tiếp. Tình huống diễn ra ở phút thứ 20 trong trận đấu giữa Portugalete với Arenas Castro ở giải hạng 3 Tây Ban Nha. Sau khi nhận được đường chuyền của đồng đội, cầu thủ Leandro đã đưa bóng tìm tới trúng xà ngang. Chưa hết, chỉ sau vài giây, đồng đội lại tiếp tục chuyền cho Leandro, nhưng lần này kết cục vẫn tương tự. Đỉnh cao của sự đen đuổi là ngay sau đó, Ivan Alonso đã lao vào sút tiếp nhưng trái bóng vẫn yêu xà ngang chứ không chịu chui vào lưới. Chứng kiến việc câu lạc bộ Portugalete thoát chết tới 3 lần liên tiếp, báo giới Tây Ban Nha đã gọi câu lạc bộ này là đội bóng may mắn nhất năm. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Điều thú vị khiến bóng đá luôn là môn thể thao được yêu thích bậc nhất, đó chính là có những tình huống thực sự làm đã qua mắt người xem nhưng lại xuất hiện một cách bất thình lình, làm khán giả không lường trước được. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những pha bóng hiếm có khó tìm đó, xen lẫn một chút hài hước với các pha xử lý vụng về đi vào lòng đất của cầu thủ cũng như trọng tài ở trên sân các bạn nhé. Nói về sự đáng yêu, N'Golo Kanté luôn khiến các chị em phải rụng trứng. Nhưng một khi đã xỏ giày vào sân thì chàng trai có nụ cười khiến cho cả hoa hậu thân thiện cũng phải ghen tị này luôn thi đấu vô cùng máu lửa. Câu chuyện Kanté bá đạo trong đánh chặn như thế nào thì chắc chắn ai cũng biết rồi. Thế nên chúng ta thử xem chàng tiền vệ người Pháp này tấn công thì sẽ ra sao. Vâng, và đó là một bàn thắng từ cú sút ngoài vòng cấm rất ấn tượng của Kanté. Nhưng điều đặc biệt chính là bàn thắng này của số 7 bên phía Chelsea đã được chính các cầu thủ Tottenham hỗ trợ đắc lực. Bóng không chỉ chạm vào chân của Eric Dier làm đổi hướng mà còn xỏ luôn cả háng của Sissoko lẫn thủ thành gà trống, rồi cuối cùng là chui tọt vào lưới. Một sự bất lực không hề nhẹ với hàng thủ của Spurs. Tôi năm nay gần 30 tuổi rồi mà chưa thấy tình huống quăng chai nào nó ngầu như trường hợp của Marco Verratti các bạn à. Rõ ràng nhà vô địch Euro 2020 không hề có ý định tốn thời gian với chai nước. Ấy thế mà một cú thả tay đầy đẳng cấp của Verratti đã khiến chai nước đứng thẳng như chưa từng bị làm đổ. Ảo thực đấy. Nếu ở vị trí hậu vệ trái, thời đỉnh cao, thật khó có cái tên nào có thể dám so trình cùng Marcelo. Cả tấn công lẫn phòng thủ đều hoàn thành xuất sắc. Siêu sao người Brazil luôn là sự lựa chọn số 1 nơi hành lang trái tại Real Madrid trong rất nhiều mùa giải. Pha đỡ bóng tuy vẫn không thể cứu được một quả biên cho kèn kèn trắng, nhưng vẫn cực kỳ đẳng cấp này của Marcelo đã khiến tất cả khán giả, kể cả cổ động viên của đối thủ cũng phải trầm trồ. Những tràng pháo tay và vẻ mặt thán phục không ngớt của chính người hâm mộ Athletic Bilbao đủ để khẳng định tầm vóc của Marcelo thời điểm đó là siêu to khổng lồ thế nào rồi. Nếu như bạn nghĩ rằng bàn thắng chắc chắn sẽ đến trong tình huống này và bỏ đi để không theo dõi tiếp, chắc chắn khi quay lại chính bạn sẽ phải há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn vào tỷ số. Vâng, pha bóng mà ông thủ môn mắc lỗi đã đành, cơ mà thanh niên số 7 với cú đá bóng vào cột dọc khi khung thành đã không còn một ai thế này thì xứng đáng nhận danh hiệu tội đồ của năm. Đúng là không hiểu kiểu gì luôn.
Neymar là một siêu sao nổi tiếng với độ màu mè, khoa trương ở cả trong lẫn ngoài sân bóng. Siêu sao người Brazil thường xuyên có những pha phô diễn kỹ thuật cá nhân thừa thãi. Nhưng trong tình huống này, số 10 bên phía PSG lại xử lý nhanh gọn lẹ đến lạ thường. Chỉ bằng một cú húc mông thôi là Neymar đã có một đường truyền chuẩn xác cho đồng đội rồi. Nhưng mà kiến tạo bằng mông như thế này, quả thực là trông nó cứ tấu hài thế nào ấy, các bác có thấy như vậy không? Đây chắc chắn là top cổ động viên lầy lội bậc nhất hệ mặt trời. Chắc do trận đấu đang diễn ra nhàm chán quá, hoặc là tập thể này hội tụ toàn những thanh niên tăng động nên họ đã có màn cosplay trọng tài biên tấu hài hết sức. Mà mấy ông này chắc cũng phải nghiên cứu chuyên sâu hay sao, mà các động tác bắt chước từ chạy cho đến canh cờ đều y nguyên bản gốc, không bị chậm dù chỉ một giây. Tôi cũng đến bó tay với trường hợp này. Một pha phản xạ cho thấy sự chuyên nghiệp của trọng tài chính. Cơ mà tình huống này thì vị vua áo đen chắc sẽ lại bị các cầu thủ áo vàng đỏ vây quanh đòi công bằng, khi cú bảo bóng của ông không khác gì một đường kiến tạo hoàn mỹ cho đối thủ, ảo thực tế. Đi làm công tác mà trọng tài vẫn tranh thủ phát cơm cho anh em viewer cũng như toàn bộ khán giả, cầu thủ có mặt trên sân lúc đó như thế này. Kiểu gì anh tài nhà ta cũng sẽ có một trận đấu vất vả cho mà xem, nghĩ mà tức cái lồng ngực luôn á. Đang tuyết còi hăng say thế này mà trái bóng từ đâu phi thẳng vào người, làm vừa đau vừa giật mình thon thót thế này, thì một chiếc thẻ đỏ nóng hổi được rút ra cho hung thủ là điều quá bình thường lắm luôn. Gì chứ mà cứ làm anh tài nổi giận là chỉ có nước phải đi tắm sớm thôi nhé, những tấm chiếu mới trên sân. Trọng tài mà cố tình dùng tay chơi bóng ở trên sân thì phải phạt như thế nào đây anh em? Câu hỏi này nó hóc búa nha. Chứ ông thần áo vàng này có pha chơi tay trắng trợn ngăn cản một đường phát động tấn công của Bayern Munich thì đúng là xứng đáng nhận một hình phạt. Cơ mà ai phạt và phạt kiểu gì bây giờ nhỉ bà con? Vừa rồi là những tình huống hiếm có khó tìm trong bóng đá. Xen lẫn đó là một vài pha xử lý vụng về của các cầu thủ cũng như trọng tài trên sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.